Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay Chủ nhật 13 tháng 9 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Đồng Tâm tội ác của Nguyễn Phú Trọng và Đảng Cộng sản Việt Nam. Trải qua 4 ngày xét xử ở phiên tòa Đồng Tâm, dư luận đặc biệt quan tâm đến người anh hùng máu lạnh đã cầm khẩu súng có nòng to bằng cổ tay, lạnh lùng nã trúng tim người đảng viên lão thành cách mạng cụ Lê Đình Kình. Tay súng này tiếp tục hạ sát ông Bùi Viết Hiểu rồi kéo xác cả hai người ra, cứ ngỡ là ông Hiểu đã chết. Nào ngờ ông Hiểu vẫn còn sống và trở thành nhân chứng duy nhất cho cái chết của cụ Lê Đình Kình. Đây là hình ảnh ông Bùi Viết Hiểu khai trước tòa rằng ông Lê Đình Kình bị bắn trực diện ở cự ly 1 mét chứ không phải bị bắn từ phía sau lưng với cự ly 2,5 mét như cáo buộc của cáo trạng và Viện Kiểm soát điều tra. Dư luận còn quan tâm đến người trực tiếp chỉ huy cũng như khởi xướng chiến dịch giết người này, nhưng cho đến nay Bộ Công an Việt Nam và người đứng đầu là ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm vẫn giấu kín những nhân vật này như một kế hoạch ám sát tối mật, hoặc giả là họ quá hiểu rằng những kẻ này khó mà sống sót trước tòa án nhân dân nên cố tình không dám tiết lộ ra. Nhà bình luận nổi tiếng blogger Bùi Thanh Hiếu tại Đức đã đưa ra một nhận định rằng Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khó có thể biện hộ rằng đã đứng ngoài những chỉ đạo tội ác này, nhất là khi chỉ một ngày sau cuộc tấn công man dợ vào làng Đồng Tâm và hành quyết người đồng chí hết mực tin tưởng vào ông Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã vội vàng ký quyết định truy tặng huân chương chiến công hạng nhất cho 3 cảnh sát cơ động được công bố là chết cháy trong vụ tấn công vào Đồng Tâm, mặc dù đến nay nghi vấn về những cái chết này vẫn chưa hề được làm sáng tỏ. Sau khi phiên xử đã kết thúc, chỉ còn chờ tuyên án. Bài viết của blogger Bùi Thanh Hiếu, tức là người buôn gió, mang tựa đề Đồng Tâm tội ác của Nguyễn Phú Trọng đăng trên trang Facebook cá nhân của ông với 207.000 người theo dõi. Nếu như Trần Đại Quang còn sống và giữ chức Chủ tịch nước, có lẽ vụ thảm án ở Đồng Tâm chưa chắc đã xảy ra, bởi huy động từng ấy quân lính và vũ khí trong thời điểm đất nước không có chiến tranh chắc chắn phải có sự đồng ý của Tổng Tư lệnh các lực lượng vũ trang. Blogger Bùi Thanh Hiếu nói tiếp, vào năm 2012, tôi là người trực tiếp chứng kiến việc cưỡng chế đất đai ở Văn Giang, cũng hàng ngàn cảnh sát tập kết trong đêm, nhưng đến sáng họ mới triển khai bảo vệ khu đất cần cưỡng chế. Người dân Văn Giang ném bom xăng, gạch đá vào lực lượng cảnh sát cơ động. Bên cảnh sát cơ động dùng khiên đỡ và lựu đạn khói ném lại. Có hai nhà báo của Đài Tiếng nói Việt Nam VOV có mặt giữa xung đột để quay phim. Họ bị cảnh sát địa phương, không phải cảnh sát cơ động, đánh đập ngay tại hiện trường. Đây là hình ảnh vụ cưỡng chế đất đai ở Văn Giang, Hưng Yên vào hồi năm 2012 với những hình ảnh đánh đập tàn nhẫn giữa ban ngày nhưng là quá bé nhỏ so với sự man dợ và khát máu do Bộ Công an Việt Nam đã gây ra ở Đồng Tâm. Bữa đó cảnh sát cơ động chỉ đứng chặn đường ra từ khu đất ngoài làng. Họ không tiến quân vào trong làng dù họ có bị tấn công bằng gạch đá và bom xăng. Chắc chắn họ thực hiện đúng mệnh lệnh được phổ biến là ngăn người dân không cho ra khu đất cưỡng chế, cho nên dù bị tấn công họ chỉ dừng lại ở ranh giới nhiệm vụ họ được giao. Vụ Đồng Tâm như công an nói lập chốt ngăn chặn người dân bị tấn công nên họ truy đuổi đến tận nhà ông Kình và đột nhập vào dẫn đến cái chết của 3 chiến sĩ. Thử hỏi trong đêm tối làm sao họ xác định được ai là người đã ném đá vào chốt chặn, không có nói đến quy trình truy đuổi kẻ ném đá từ chốt chặn cách làng cả 3 km. Một quãng đường rất dài để truy đuổi bằng chân, hàng ngàn cảnh sát không đuổi được mấy ông già hay sao? Và khi truy đuổi, ai thấy những người ném đá chạy vào nhà ông Kình mà phải đột nhập vào bắt? Và câu hỏi được đặt ra như sau. Thứ nhất là có chuyện người dân Đồng Tâm nửa đêm ra khỏi làng để ném đá và chốt chặn cách làng 3 km hay không? Thứ hai là có mô tả quá trình truy đuổi quãng đường đó hay không? Thứ ba, có bằng chứng những kẻ ném đá đó chạy vào nhà ông Kình hay không? Và thứ tư, ai là người ra lệnh đuổi? Và thứ năm, ai là người ra lệnh tấn công vào nhà ông Lê Đình Kình? Đất nước này có hàng triệu lính vũ trang, có hàng chục triệu người đã tham gia lực lượng vũ trang chuyên nghiệp hay nghĩa vụ. Ai cũng hiểu một điều là khi tham gia tác chiến đều có phương án nêu rõ nhiệm vụ mà mình tham gia. Đây là hình ảnh cuộc đột kích giữa đêm khuya vào thôn Hoành, làng Đồng Tâm vào hôm 9 tháng 1 năm 2020 của 3.000 lính đặc nhiệm Bộ Công an được trang bị chó nghiệp vụ và đầy đủ công cụ bảo hộ. Blogger Bùi Thanh Hiếu nói tiếp, anh có nhiệm vụ lập chốt ngăn dân thì thế nào đi nữa anh cũng phải ở cái chốt đấy cho đến khi có lệnh khác. Không thể để đơn vị anh lập chốt rồi có gì kích động cả đơn vị dùng chạy truy đuổi chỉ vì dân ném đá vào chốt của đơn vị anh. Rồi lại có chuyện bao vây, đột kích, tấn công nhà dân giữa nửa đêm. Một đám đông cuồng tín chế độ gào rằng những kẻ khủng bố như ông Kình phải bị tấn công như thế. Xin hỏi trước đó đã có bằng chứng của công an, kết luận điều tra nào của công an gửi Viện Kiểm sát là nhóm ông Kình là khủng bố hay chưa? Nếu có thì phương án bắt giữ có được lập ra hay không? Hay là tấn công vào bị thương vong thì lấy đó ra làm bằng chứng nhóm ông Kình là khủng bố? Câu hỏi được đặt ra. Những người dân ở Đồng Tâm kể lại, họ chỉ biết đến rất bất ngờ thấy quân cơ động, súng, khiên đổ bộ vào làng, vây hết các đường đến nhà ông Kình. Ai muốn đến đều bị chặn lại, cố đi thì bị đánh đập, kể cả phụ nữ. Cứ như những gì Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu trước đó vào năm 2017, thì vụ Đồng Tâm không có gì phải đến mức độ phải điều quân hành xử như ngày 9 tháng 1 năm 2020. Như thông tin được ghi nhận ở đây, chiều ngày 26 tháng 4 tại thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch nước Trần Đại Quang trong dịp tiếp xúc cử tri quận 1, quận 3 và quận 4 cho biết: "Chúng tôi đang chỉ đạo thành phố Hà Nội rút kinh nghiệm toàn diện vụ việc xảy ra ở Đồng Tâm, nhưng liên quan đến vụ việc này, tôi cho rằng chúng ta phải nắm chắc tình hình, phải tìm hiểu rõ nguyên nhân vì sao có tình trạng đó. Từ đó có những biện pháp giải quyết có tình, có lý. Muốn vậy, chúng ta phải lắng nghe ý kiến của nhân dân và chúng ta phải giải thích cho nhân dân hiểu được những chủ trương chính sách của nhà nước để tạo được sự đồng thuận." Đây là hình ảnh quyết định truy tặng huân chương chiến công hạng nhất của Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng ký vào ngày 10 tháng 1 năm 2020 cho 3 cảnh sát cơ động được công bố là chết cháy trong vụ tấn công vào Đồng Tâm. Tiếp xúc với cử tri quận Đồ Sơn, Hải Phòng vào ngày 13 tháng 5, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhận xét chính quyền khi thực thi nhiệm vụ thì phải làm đúng chính sách, pháp luật, làm việc có lý có tình trên tinh thần thuyết phục dân để dân hiểu được chủ trương của Đảng, Nhà nước, kinh nghiệm từ các vụ việc trong quá khứ như Quán Nam, Đồ Sơn tại Hải Phòng và vụ việc vừa xảy ra ở Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội là do chính quyền không sát dân và giải quyết sai quy định của pháp luật. Căn cứ vào những phát biểu trên có thể thấy rằng mặc dù đã xảy ra vụ bắt giữ các cảnh sát cơ động nhưng Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam chưa có ý định cứng rắn trấn áp người dân Đồng Tâm. Nhưng từ khi ông Trần Đại Quang chết đi, quyền lực tập trung hết vào Nguyễn Phú Trọng. Vụ thảm án ở Đồng Tâm đã xảy ra một cách đầy tính chuyên chế, độc tài. Và trách nhiệm của vụ Đồng Tâm hay những người quyết định thảm án ở Đồng Tâm ở vị trí chủ chốt chắc chắn phải có hai cái tên là Nguyễn Phú Trọng và Tô Lâm. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc là kẻ cơ hội bị dân nịnh đảng, gió chiều nào theo chiều đấy, ông ta khó có thể trong nhóm cao cấp ra quyết định cứng rắn vào ngày 9 tháng 1 năm 2020, nhưng ông ta sẽ không phải là người phản đối, thậm chí còn hùa theo. Không thể nào nói ông Nguyễn Phú Trọng không biết, không liên can. Vụ Đồng Tâm đã gây bão dư luận, từ Chủ tịch nước, Thủ tướng, trưởng ban tuyên giáo đều bày tỏ ý kiến, riêng ông Trọng thì không. Một cái xe sang gắn biển công ở tận Hậu Giang, ông đọc báo còn biết, lẽ nào vụ Đồng Tâm ông Trọng không biết gì? Ông ta biết hết, thậm chí ông ta là người duyệt phương án tấn công Đồng Tâm trên cương vị Tổng Bí thư, Chủ tịch Quân ủy Trung ương, trên cương vị là Chủ tịch nước, Tổng Tư lệnh các lực lượng vũ trang. Blogger Bùi Thanh Hiếu là người buôn gió đã quả quyết đưa ra nhận định của mình như vậy. Đây là hình ảnh ông Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Trong một góc nhìn khác, nhà văn Tạ Duy Anh cũng đưa ra lời khuyên cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, hai người mà ông Tạ Duy Anh cho rằng phải chịu trách nhiệm chính về những hậu quả của vụ án đẫm máu tại Đồng Tâm. Bài viết của nhà văn Tạ Duy Anh mang tựa đề Đất, Máu và Sắt. Toàn bộ mảnh đất Đồng Xanh thuộc diện chó ăn đá, gà ăn sỏi với biểu giá đền bù hiện tại chưa chắc đủ để ông nghị Phạm Phú Quốc, người đại diện cho lợi ích và phẩm giá của dân tộc, mua chui một cái quốc tịch ở châu Âu. Nó chỉ bằng số tiền lẻ mà nhiều quan chức đang có sau này khi hết lòng yêu Đảng, trọn đời phục vụ nhân dân. Còn so với số tài sản đất nước này ném xuống biển vì những chính sách sai lầm và vì tệ tham nhũng chỉ là một hạt cát trên lưng một con voi, nhưng nó lại trở thành mảnh đất đẫm máu người Việt nhất kể từ sau năm 1975. Muốn nói gì thì nói, muốn dùng bao nhiêu công cụ tuyên truyền thì cứ dùng, nhưng sự thật là không có gì để biện hộ cho được nỗi xấu hổ này. Đau đớn nhất là ở chỗ cuộc tranh chấp hoàn toàn có thể giải quyết bằng những nụ cười của tình đồng bào, nhưng phải mất đến 4 mạng người, tức là đang có nguy cơ thành 6 người, cùng hàng chục người khác thân tàn ma dại, cộng thêm vài chục triệu niềm tin bị chôn sống, chỉ để giành giật nhau cái mảnh đất ấy. Lời bài hát Lửa đã cháy và máu đã đổ nhằm khích lệ người dân chiến đấu chống lại giặc Tàu xâm lược năm xưa, ai ngờ là hiện diện không thể sinh động hơn ở chính cái nơi có thể coi là biểu tượng của tinh thần ái quốc. Khi đó, chính người Pháp cũng đã hoàn toàn bất lực khi muốn bình định vùng đất này. Hôm nay, tôi không muốn nhắc lại màn diễn vụng về từ đầu đến cuối của vở kịch xét xử vụ án giết người ở Đồng Tâm, bởi nhân dân này nhờ ơn ông Marx, người Mỹ không còn ngu dại nữa. Đây là hình ảnh tấm băng rôn ở xã Đồng Tâm khẳng định sự tin tưởng tuyệt đối của nhân dân Đồng Tâm cũng như ông Lê Đình Kình và Đảng Cộng sản và ông Nguyễn Phú Trọng. Nhà bình luận này nói thêm, tôi chỉ muốn nhắn trực tiếp đến ngài Nguyễn Phú Trọng, ngài Nguyễn Xuân Phúc, hai trong số những quan chức mà tôi còn giữ được lòng kính mến rằng một chính quyền đặt dân lên đầu sẽ không hành xử như những gì đã xảy ra mà các ngài phải chịu trách nhiệm chính. Tôi thừa biết rằng chính quyền của các ngài muốn thông qua vụ án Đồng Tâm gửi thông điệp máu và sắt tới toàn thể người dân Việt Nam đã đừng ai định đùa với nền chuyên chính vô sản. Nhưng có vẻ các vị đang gửi đi một thông điệp sai lầm và nguy hiểm cho chính quý vị và tất nhiên cho tương lai của đất nước này. Các ngài chớ quên rằng dù vĩ đại ngang với trời đất thật đi nữa thì đảng của các ngài cũng chui ra từ háng nhân dân. Tôi chưa vội nói về lòng khoan dung là một thứ chính quyền tử tế phải có khi cai trị người dân, bởi mọi sai trái của họ đều có phần trách nhiệm của chính quyền. Tôi chỉ muốn nói, trước khi khép tội chết những người con của cụ Lê Đình Kình thì hãy nghiêm khắc tự hỏi ai đã khiến họ thành ra như vậy, ai đã đẩy những người nông dân yêu đất đai ấy đến chỗ phải phạm tội. Nếu tự chất vấn xong rồi mà lương tâm các ngài vẫn thấy thanh thản thì cứ việc đưa ra quyết định. Nhưng tôi tuyệt đối tin rằng lịch sử sẽ bàn tiếp câu chuyện đau thương mang tên Đồng Tâm theo cách của họ, hoàn toàn không đếm xỉa để đến những lời cáo trạng mà quý vị dùng để khép tội 29 nông dân dám chống lại quý vị. Tôi không muốn đưa ra ví dụ vì nó quá nhiều, nhưng ngay từ lúc này đã có thể biết ai là người sẽ mãi mãi được hậu thế ghi nhớ, ai sẽ bị nguyền rủa như loài ác quỷ. Còn 3 ngày nữa để lương tâm các ngài lên tiếng. Tôi thành thật mong hai ngài có một bữa tối đầu tuần ngon miệng và sau đó là một giấc ngủ sâu. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời Báo.de ngày hôm nay Chủ nhật ngày 13 tháng 9 năm 2020 với bản tin Đồng Tâm, tội ác của Nguyễn Phú Trọng và Đảng Cộng sản Việt Nam. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời Báo.de để luôn được nhận được những thông tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn một bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời Báo.de.